cổ thẳng xuyên vào ngục tối, để rạng sáng mai đưa thương đều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. A Khanh Thiên Kiều, nếu em không về thì tên mã thương này sẽ chịu cực hình sinh chết. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiếm bãi rồi đành chịu bỏ tay thôi. Tiểu thơ đừng lại này, ôi ngắm ngồi sao buồn, lại tiễn đưa ta. Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ. Thôi hết rồi. Dù sao yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh